Vâng, máy laser 12 tia xanh Makita này thì đối với anh em làm trong xây dựng thì dùng máy 12 tia xanh Makita làm việc trong nhà thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thì nó sẽ chiếu được 360 độ, tức là bốn bức tường. Anh em ốp lát gạch, ốp xây dựng ốp lát gạch nhà tắm, nhà vệ sinh nó rất là dễ dàng. Đấy, trên máy thì nó sẽ có biểu hiện là nút V là tia, nút V là tia đứng, nút H là tia ngang này. Đấy. V thì đứng, H tia ngang này. Đấy. Và biểu thị giữa nút V nút H này chính là nút khóa tia. Đấy, nút khóa tia. Nút đỏ là khóa tia, em chạm nhẹ nút đỏ này. Đấy, nó tít tít là lần hai nó sẽ khóa tia đây, anh em nghiêng máy thoải mái luôn. Anh em thấy em nghiêng máy đúng không ạ? Nghiêng máy thoải mái nó sẽ không kêu đúng không ạ? Nó sẽ không kêu, phát ra tiếng kêu. Đấy, khi anh em muốn làm những cái độ cái kích thước nó cần độ chéo thì anh em có thể khóa tia máy lại thì mình sẽ dùng sử dụng được. Đấy. Và muốn thoát chế độ khóa tia ra mình chạm nhẹ cái nút này, chạm nhẹ vào nút đỏ này. Tít tít là thứ hai là thoát chế độ khóa tia ra thôi. Đây, hiện tại máy nó đang báo hiệu là không thăng bằng thì nó sẽ kêu tít 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 nhá. Đấy. Anh em thấy không ạ? Mình làm việc ngoài trời nó sẽ hiệu quả và dễ dàng hơn. Đây. Gầm máy thì nó sẽ có cái núm như thế này. Cái núm như thế này anh em có thể là vặn xoay kích thước theo mọi hướng để anh em sử dụng nó rất là dễ dàng, hiệu quả. Đấy. Máy 12 tia này thì ứng dụng trong máy 12 tia này anh em có thể ốp lát, xây dựng điện lưới trần tải cao này. Tất cả các cái công năng của nó trong trong phòng anh em có thể sử dụng được rất là hiệu quả. Đấy. Đấy. Tia nó rất là sắc nét và sáng nhá, anh em thấy không ạ? Tia nó rất là nhỏ mảnh. Đây, em sẽ quay vào đây. Tia nó rất là nhỏ mảnh. Đấy. Tia rất là nhỏ nhá. Anh em thấy không ạ? Đây, và cái chính của lỗ máy nó đây. Quay xa cho anh em thấy này. Đấy. Anh em thấy không ạ? Để anh em mà sử dụng ở trong nhà thì mình lên dùng máy 12 tia nhé. Còn làm ngoài trời thì anh em dùng máy 5 tia. 5 tia là ngoài trời sẽ nhìn được hai điểm chấm. Còn nếu anh em làm trong nhà thì dùng máy 12 tia này nó sẽ chiếu được vòng quanh 360 độ. Mình làm việc nó sẽ dễ dàng hơn. Đây anh em thấy không ạ? Các cái kích thước của nó thì sẽ nó đo đặt thăng bằng để anh em làm việc. Đây, và đây là cái chức năng chính của nó, máy đây. Đấy, anh em thấy không ạ? Tia nó rất là nhỏ, sắc nét nhá. Đây anh em có thể thấy. Tia rất là sắc nét. Đấy, tia rất là sắc nét, rất là nhỏ. Anh em nhìn được không ạ? Đấy, khi anh em ốp lát ở trong nhà tắm, nhà vệ sinh thì mình chỉ cần sử dụng cái máy 12 tia này. Nó rất là hiệu quả và tiết kiệm rất là nhiều thời gian và công sức cho anh em làm việc nhé. Vâng, vừa rồi em đã giới thiệu những cái tính năng của máy 12 tia xanh Makita. Thì bây giờ em vào chi tiết giới thiệu sản phẩm máy 12 tia xanh Makita để cho anh em thấy nhé. 12 tia xanh Makita thì bên em hôm nay đang làm chương trình giảm giá còn 1.250.000 đồng là miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em. Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em nhé, giá 1.250.000 đồng. Anh em được miễn phí vận chuyển về tận nhà, anh em được xem hàng rồi thanh toán tiền cho bên ta nhé. Trên tay em đang cầm một máy laser, một máy
cân mực 12 tia xanh Makita. Đây là dòng máy 12 tia xanh Makita mà bên em đã bán ở ngoài thị trường rất là lâu rồi, gần một năm nay rồi, chất lượng rất là tốt. Để sản phẩm này thì em đã bán ở ngoài thị trường khoảng tầm 4-5.000 máy rồi, 4-5.000 máy và chất lượng rất là tốt, rất là đảm bảo cho anh em nhé, hơn hẳn những cái dòng sản phẩm bình thường. Đây là dòng máy Makita được sản xuất tại Trung Quốc, Makita được sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé. Còn chính hãng của Makita mà sản xuất tại Nhật ý, thì so sánh với cái giá tiền mà anh em bỏ ra 1 triệu hoặc là hơn triệu thì anh em chỉ đủ mua hai quả pin này thôi. Thì đấy, thì anh em vừa tùy tiền để anh em về sử dụng mà máy cũng là rất là chất lượng rồi, đúng không ạ? Đây em xin đính chính lại, đây là dòng máy 12 tia xanh Makita và được sản xuất tại Trung Quốc. Giá thì bên em đang giảm giá còn 1.250.000 đồng là bao ship toàn quốc cho anh em, bảo hành cho anh em là 12 tháng và lỗi một đổi một trong vòng 30 ngày. Anh em sử dụng sản phẩm của bên em trong vòng 30 ngày thì sẽ được đổi sản phẩm mới nhé. Đây, máy đây là máy 12 tia xanh Makita. Nó 12 tia xanh Makita, anh em chưa hiểu rõ 12 tia xanh nó như thế nào. 12 tia tức là nó sẽ chiếu được 360 độ bốn bức tường. Anh em làm việc nó sẽ dễ dàng hơn, đúng không ạ? Đấy, thì để em sẽ mô tả chi tiết sản phẩm nhé. Cái nút gài ở thân máy chính là nút on off mở máy này. Đấy. Tắt máy đúng không ạ? On off đây. Makita này, đây là rãnh gài pin này. Đây là rãnh gài pin hai chân nhá. Đấy, anh em có thể gài vào. Trên đỉnh máy thì nó sẽ có nút V là tia đứng, nút H là tia ngang. Nút V là tia đứng, nút H là tia ngang. Thì cái biểu thị nút sao màu đỏ này và chính là nút chỉnh tia đậm và tia nhạt, cũng chính là nút khóa tia nhé. Thì khóa tia anh em rất là đơn giản thôi. Anh em nhìn em khóa tia này. Nhìn được rõ không ạ? Đây khóa tia nhé. Đấy. Chặn nhẹ ngón tay vào đây. Nó tít tít ở lần thứ hai là nó khóa tia. Đấy anh em xem nghiêng máy thoải mái luôn đúng không ạ? Nghiêng máy thoải mái luôn, nó không phát ra tiếng kêu đúng không ạ? Đấy, nghiêng máy thoải mái luôn, nó không phát ra tiếng kêu. Đấy, anh em có thể làm mọi góc khuất, góc cạnh được đều được nhé. Đấy, thì anh em muốn thoát chế độ khóa tia ra thì mình cũng chạm nhẹ vào nút nguồn lại lần nữa. Đấy, nó tít tít ở lần thứ hai là nó sẽ thoát cái chế độ khóa tia ra. Đấy, anh em thấy không ạ? Em nghiêng máy một chút, máy nó sẽ phát ra tiếng kêu đúng không ạ? Đấy, nó sẽ báo hiệu là độ không thăng bằng của máy. Đấy, đơn giản như thế thôi, anh em mà xem thì đơn giản như thế thôi. Trên đỉnh máy thì nó sẽ có một cái vi vô nước như thế này. Và giữa máy nó sẽ có một cái gen ốc để khi anh em treo máy lên cao. Thì anh em treo máy lên cao thì nó rất là đơn giản. Anh em xoáy máy này vào, xoáy cái thanh nam châm của nó trên đỉnh máy vào là được. Đấy. Rồi, còn một miếng sắt này thì anh em có thể ghim vào tường, hoặc là nếu mà ghim vào tường thì anh em chỉ cần hít cái thanh nam châm này thôi, nó sẽ treo máy lên cao. Nó sẽ treo máy lên cao như thế này. Thì anh em đứng ở bên dưới anh em bấm remote. Đây. Anh em đứng ở bên dưới anh em bấm remote như thế này nhé. Đấy đúng không ạ? Đấy, anh em đứng ở bên dưới anh em bấm remote như vậy thì nó rất là thuận lợi cho anh em. Đấy, nó đơn giản như thế thôi. Những cái chức năng của nó thì nó rất là dễ dàng để anh em sử dụng, hoặc là anh em tìm hiểu là sẽ rõ được thôi. Đấy. Manage 12 tia xanh nó có mắt ngang nó là mắt dưới nhé. Mắt tia đứng của nó là mắt bên cạnh thân. Đấy, anh em có thể là ví dụ là bức tường nó sát như này, anh em có thể để sát tường. Ví dụ đây là bức tường, em mô phỏng mô tả đây là bức tường, anh em có thể để sát cái mắt này vào tường để anh em ốp gạch. Đấy thì nó sẽ dễ dàng hơn đúng không ạ? Anh em hình dung ra chưa? Đấy, nó rất là hiệu quả cái điểm đấy. Đấy, em xin báo giá lại nhé. Giá 12 tia xanh Makita bên đang giảm giá còn 1.250.000 đồng. Thì 1.250.000 đồng anh em được miễn phí vận chuyển về tận nhà, anh em được mở xe hàng rồi mình thanh toán tiền trực tiếp cho bưu tá nhé. Chọn bộ thì bao gồm một máy 12 tia xanh Makita này, một chân máy mét 2 này. Đây anh em xem nhé, chân máy mét 2 này có thể là màu cam đỏ hoặc là màu cam đen nhé. Bọn em có hai loại chân, nhưng cam kết cho anh em là một chân mét 2 đổ lên. Đây là chân mét 2. Đấy, cho anh em thấy. Một remote điều khiển này, một cục sạc adapter cho pin này. Cục sạc này thì là sạc 3.7V nhé. Đấy, một cục sạc adapter cho pin, một quả pin trên máy này, và tặng kèm thêm anh em thêm một quả pin dự phòng nữa. Bộ giá treo tường này, đây là bộ giá treo tường này. Đế vuông này, đúng không ạ? Đế vuông này, đế vuông đây anh em nhé. Ba chân nhọn này, đấy đây là gọi là ba chân nhọn này. Đấy, ba chân nhọn này khi anh em nắp máy vào đây, nắp ba chân nhọn vào máy nhé. Đấy, thì xong anh em xoáy vào chân như thế này, xoáy vào chân như thế này, nó sẽ ấy đâu, xoáy vào chân như thế này, anh em xoáy vào chân nhé. Đấy,
Khi anh em xoay chân thì anh em chỉ cần đẩy đẩy cái chân này nó lên cao một chút. Anh em chỉ cần đẩy cái chân này nó lên cao một chút thì anh em sẽ xoay được cái máy vào chân nhé. Để mình làm nhiều rồi mình sẽ quen tay thôi. Cái này nó cũng rất là đơn giản. Đấy. Và hộp đựng sản phẩm bên em tặng kèm gửi kèm thêm anh em thêm cái thẻ bảo hành. Bên em sẽ gửi kèm thêm anh em thêm một cái thẻ bảo hành này nhé. Khi nào anh em nhận được hàng thì anh em được mở xem hàng rồi mình giữ lại cái thẻ bảo hành này. Khi nào cần tư vấn bảo hành máy thì anh em liên hệ với em nhé. Đấy. Và cái thẻ cái sổ này là sổ mô tả sản phẩm, cũng là sổ hướng dẫn sử dụng. Thì anh em sử dụng sản phẩm thì có thể là quan sát những cái hình ảnh trên cái thẻ này, hoặc là trong quá trình anh em sử dụng anh em có kinh nghiệm rồi anh em làm việc thì nó sẽ là hiệu quả hơn, đúng không ạ? Vâng, em xin báo giá lại máy cân mực 12 tia xanh của Makita này thì bên em đang giảm giá còn 1.300.000 đồng, là miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em nhé. 1.250.000 đồng, em xin lỗi, là 1.250.000 đồng, là miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em. Giá 1.300.000 đồng đấy là giá ngày xưa rồi, thì hôm nay em làm cái chương trình giảm giá thì em đẹp giá cho anh em là 1.250.000 đồng, là miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em. Đấy, đây là cái đế kích chân vuông này, đế kích chân nhé. Đấy, anh em xem đế kích chân này, đấy anh em có thể tăng độ cao chiều cao của máy. Đấy, tăng chiều cao của máy tùy thuộc theo kích thước anh em có thể sử dụng. Đấy, anh em tăng kịch mắc nó lên là được. Đấy, cái đế vuông này thì anh em có thể sử dụng ở dưới mặt lèn là chính, đúng không ạ? Anh em có thể làm cái những cái kích thước nó khoảng tầm 20 cm hoặc là 15 cm thì anh em dùng cái chân kích vuông này, chân vuông kích chân này. Đấy, thì em để em xin báo giá lại nhé. Chọn bộ của máy 12 tia xanh Makita thì bên em đang giảm giá còn 1.250.000 đồng, là miễn phí vận chuyển toàn quốc về tận tay cho anh em. Anh em nhận hàng, anh em được mở xem hàng rồi mình thanh toán tiền trực tiếp cho bưu tá giúp em nhé. Máy thì bên em sẽ bảo hành cho các anh em là 12 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày. Anh em sử dụng sản phẩm, cứ có sản phẩm có trục trặc để lỗi do nhà sản xuất thì liên hệ với em theo số điện thoại trên thẻ bảo hành này thì bên em sẽ bảo hành máy cho anh em. Số điện thoại chính bán hàng của em là 0975842993 và 0326518330 nhé. Anh em có thể check Zalo nhắn tin cho em cũng được nhé. Đây. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn anh em trong những video tiếp theo nhé.